Đêm trường Vũ Hán, phim tài liệu về thành phố trung tâm dịch bị phong tỏa gây chú ý ở Trung Quốc. Theo Sitton, ekip gồm nhà làm phim Lang Bo đến Vũ Hán hồi tháng 1 để thực hiện một dự án khác. Nhưng vì dịch, họ phải hoãn công việc và bị kẹt lại. Các thành viên quyết định quay phim tài liệu kể lại những ngày sống ở thành phố. Lang Bo nói, từ khi có lệnh phong tỏa, chưa phim nào ghi lại toàn bộ quang cảnh. Tôi cảm thấy đây là những hình ảnh quý giá, có ý nghĩa tham khảo về lịch sử, cũng như dùng cho các tài liệu về sau. Tôi hy vọng mọi người nói thật, đối diện với máy quay một cách thành thật. Ông muốn tập trung vào các những thường dân như nhân viên sức khỏe, người tình nguyện bị ảnh hưởng vì dịch. Mỗi ngày, nhà quay phim kim đạo diễn Sidan đi quanh thành phố dùng điện thoại ghi lại tình hình. Họ quay trong 8 ngày, tổng hợp thành phim tài liệu ngắn 4 phút có tên Đêm trường Vũ Hán. Ở mỗi cảnh, ekip chú thích giờ và địa điểm ghi hình. Đường phố vắng lặng giống một thành phố ma, thỉnh thoảng lác đác người đều đeo khẩu trang. Nhà phim đẩy thêm cảm xúc về sự tịch mịch trống trải. Ở một cảnh, một người đàn ông đứng bên cửa sổ hát My Motherland and Me như cách cổ vũ tinh thần. Đến nay, phim thu hút hơn 300 triệu lượt xem trên Weibo. Nhà văn Phương Phương đã từng viết nhật ký về tình người lẫn hiện thực tàn khốc ở tâm dịch. Từ khi Vũ Hán bị phong tỏa ngày 23 tháng 1, không thể ra ngoài, người nhà có cơ hội nói chuyện với nhau nhiều hơn. Nhưng những trận cãi vã cũng không ít, đặc biệt là những nhà chật chội. Dù sao, người già trẻ nhỏ chưa từng có đợt ngày nào họ cũng dính nhau như Sam thế này. Bất luận thế nào, cũng phải kiên trì ở trong nhà đủ 14 ngày. Có bác sĩ dặn dò, chỉ cần trong nhà có gạo, ăn cơm trắng cũng được, không nên ra ngoài. Ừ, thì nghe theo lời bác sĩ vậy.